Rồi, chị cho em biết tên của chị ha. Em là tên là Nguyễn Thị Anh ạ. Chị Anh là hiện tại là ở tỉnh thành nào? Em là ở Hà Nội. Hôm nay là chị Anh kết nối là để ký mai ha. Dạ em kiếm anh trai là cái anh con mẹ cả của bố em. Là con của bố em ạ. Là anh là tên gì và sinh năm mấy? Anh là Nguyễn Văn Thắng nhưng mà sinh năm 1974 hoặc là 75 gì đấy em không nhớ. Rồi hồi đó cái câu chuyện thất lạc anh như thế nào? Thì ngày xưa là bố em cũng không cũng chỉ liên lạc với anh ấy thôi, còn em nhỏ thì em không biết. Xong cái những cái năm mà em lớn học lớp 10, lớp 11 rồi ấy, thì là anh có ra ngoài này thăm thì cũng có cả mang vợ ra thăm. Vâng, thì em cũng chỉ biết là vợ anh ấy tên là Kim, còn anh ấy là anh cưới vợ lúc đấy là chưa có con. Còn cái năm mà năm chị gái em học trường cao đẳng sư phạm bên Hà Nội ấy, thì nhà trường có cho tổ chức đi Huế, thì chị cũng có gặp anh ở bên cái chỗ người gọi là ở sông Hương, người gọi là chợ nổi sông Hương, thì em không biết là đấy ngày xưa bố em bảo thế, ngày xưa chắc bố đi chiến tranh thì là bố em bảo thế, thì là Khoan cũng khoan ra cũng gặp được anh. rồi khoan đã nha. Dường như là ở trong cái hồ sơ là trước đây là bố của chị có đi lính ở trong trong miền Trung, ở Huế gì đó, thì mới có quen biết với mẹ của anh Thắng này, rồi mới mới sinh ra anh Thắng. Rồi rồi sau đó đó là anh Thắng có tìm về ở ngoài quê đúng không ạ? Kết nối được với gia đình, thì sau đó là anh Thắng có về thăm bố của chị ở ngoài quê, xong đó thì mới trở vô lại ở trong đây thì mới mất liên lạc đúng không ạ? Và cho Tuấn Vị hỏi là cái năm mà mẹ con của anh Thắng đó là có về ở ngoài quê là khoảng năm mấy, hay là cụ thể năm mấy không? Năm 2002 ạ. 2002 đến nay. Ạ. Rồi còn cái năm á, mà gia đình đi ra Huế mà có gặp anh Thắng ở chỗ sông Hương đó là khoảng năm năm nào, mất liên lạc từ năm nào? Năm 2001 ạ. Vậy vậy vợ của anh Thắng tên là Kim ha. Vâng, em chỉ biết tên là Kim thôi, em không biết rõ ràng. Còn mẹ của anh Thắng thì tên gì? Cái đấy thì em lại không hỏi vì là năm 2003 bố em mất thì là em lại cũng không hỏi tên gì. Em chỉ nhớ là anh Thắng anh có kể là bà cũng có là hai người con, nhưng một người con trước trước anh Thắng là bị mất. Vâng, còn một mình anh thôi ạ. Rồi. Còn là mẹ anh ấy cũng đi lấy chồng rồi, nên anh lấy vợ là anh ở riêng, lúc đấy cũng không liên lạc gì với bà. Nên em cũng Vậy sau đó thì anh Thắng không ra quê để tìm bố, tìm gia đình này kia lần nào thêm nữa từ năm 2001 đến nay. Dạ vâng ạ. Và thấy như trong hồ sơ thì chị muốn báo cho anh Thắng biết rằng là bố đã mất, đại khái vậy ha. Dạ vâng ạ. Rồi chị cho em biết là tên của bố chị là gì? Bố em là Nguyễn Văn Khu, nếu mà ở trong đấy thì hay gọi là Nguyễn Văn Hải. Và điều này chắc là anh Thắng có biết đúng Có. không? Và ở ngoài quê thì bố được mấy người con và vợ của bố ở ngoài quê tên gì, để có thể là anh Thắng nghe thì anh Thắng sẽ nhận diện ra. Vâng, mà ở ngoài này thì là có ba chị em, còn mẹ em tên là Đào Thị Thí. Vâng, ba chị em thì là chị cả tên là Nguyễn Thị Vân, còn em là Nguyễn Thị Anh, còn Hoàn là cái đứa em út em là Nguyễn Văn Hoàn. Vậy là trước đó thì mẹ con của anh Thắng là có ra ngoài đó tìm bố và có gặp ha. Chỉ có vợ chồng anh Thắng thôi ạ, còn lúc đấy mẹ anh Thắng là đi bước lữa rồi nên là không ra. Vợ chồng anh Thắng, chỉ có hai vợ chồng anh Thắng ra. Và chị có chắc chắn rằng là tên của anh Thắng là Nguyễn Văn Thắng không? Dạ em chắc chắn ạ. Và năm thì khoảng 74 hoặc 75 ha. Em ra em thì là bảo 74 nhưng em nhớ là như năm 75 Rồi, và có một người vợ tên tên là Kim. ấy. Và chị có nắm được năm sinh của chị Kim không? Dạ em cũng không ạ. Không nắm Thế được. ra là em không hỏi. Và chị biết rằng là ở Huế thôi, chị hay cũng không biết được địa chỉ cụ thể ở ở đâu ở Huế đúng không? Dạ vâng ạ.
Thì có một lần là chị gái em học đại học thì nhà trường cho vào Huế, thì là cũng bố cũng bảo là nếu muốn gặp anh thì cứ ra cái sông Hương, cái chỗ chợ nổi sông Hương. Thì lúc đấy thế nào mà hai anh em lại gặp nhau, thì anh chị lại gặp được anh đang đi sơn tường ở đấy. Sơn tường cũng nghĩa cũng đi làm ở đằng đấy. Thế là hai anh em thế nào lại gặp được nhau, có duyên lại gặp được nhau, mà lúc đấy lại không xin địa chỉ liên hệ luôn. Thế là chị lại đi về nhà trường bảo về, thế là đi về cũng không nhớ ra là để xin. Rồi. Rồi chắc lúc đấy là bố cũng có liên lạc với lại anh, chắc là anh ra đấy thì anh gặp được chị. Rồi, vậy Tuấn Vĩ đã nắm được cái nội dung theo như cái sự chia sẻ của chị Anh. Thì Tuấn Vĩ sẽ cập nhật lên rồi nếu đủ duyên gia đình nghe được thì tốt, còn ngược lại thì nếu trong cộng đồng có ai ở gần nhà của anh Thắng, có người vợ tên Kim thì mong được cái sự mà giúp đỡ của cộng đồng. Dạ vâng. Nếu mà anh Thắng mà nhìn được cái video hoặc là cái ảnh của gia đình ấy là anh cũng nhớ nhớ được, là anh cũng đấy ạ, cũng liên lạc, vì là gia đình nhà em vẫn ở cái chỗ nơi đấy, mà anh Thắng thì kiểu gì anh cũng cũng liên lạc là anh vẫn về được. À, cái hình đó thì là của gia đình ở ngoài quê thôi chứ không có anh Thắng ở trong hình đó đúng không? Vâng, anh Thắng cũng gần giống với đứa em trai em ở trên đấy À, luôn ấy. à Vâng. vậy hả? Dạ. Rồi. Ok, rồi có ai lên tiếng thì Tuấn Vĩ sẽ báo cho chị hay nha. Nếu có duyên thì mà ấy được này, em hậu tạ cho ai biết được này là 10 triệu ạ. Dạ vâng. Ok nha chị, rồi có ai lên tiếng thì Tuấn Vĩ gọi cho chị nha. Dạ vâng ạ. Rồi, ok, bye bye. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Mình là Nguyễn Tấn Huân, năm sinh 1965. Nguyễn Tấn Huân, 1965. Dạ. Hiện tại là anh Huân ở tỉnh thành nào? Ở Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Dạ. Rồi hôm nay là anh Huân kết nối là để kiếm ai anh? Là tôi có người thân là ông cậu ruột á. Ông Dạ. cậu ruột là thứ út, ổng là thứ 12. Mẹ tôi là thứ 9, ổng có một hai ông cậu nữa cũng mất, mới mất đây, còn ông là ông cậu mà tôi tìm là ông cậu thứ 12, gọi là cậu Dư. À, Ổng cậu tên Dư. Quỳnh Dư luôn. Ông tên Quỳnh Dư luôn. Dạ. Rồi Ừ. hồi đó là thất lạc nhau trong cái tình huống như thế nào anh? Trong tình trạng là ngày xưa tôi nghe bà mẹ bây giờ bà kể lại thôi, mẹ tôi cũng mất rồi nhưng bây giờ họ còn sống á, bà kể lại là năm mẹ tôi là sinh năm 1932, thì cậu tôi là có hai ông cậu kia nữa nên là tôi đoán thôi, chứ giờ mấy người lớn mất mình chỉ là ông chắc cũng độ cỡ 1937. À, ông cách hai ba thứ đó mấy người kia sinh ra chết là liền, cho nên là chỉ còn về là khoảng 1937 36 gì đó, tức là ông và cái tình trạng mà ông đi á, là hồi đó thời đó là ở ngoài quê là xã Hành Thạnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi á, Dạ. là ông thời đó xác định vậy là ông đã có vợ. Có vợ thì mình đổ thì mình không có biết cái tuổi nha, nhưng mà tôi đổ bị gì người lớn mất, giờ mình suy diễn thôi. Thì ông có vợ là nhưng mà ông đi có vợ rồi ông để vợ ở nhà là giống như là ông đi lính hay là đi gì đó, tôi cũng không được kể kỹ lắm, nhưng mà sau đó thì cái lần ông về thăm nhà đó thì ông về ông mới nghe cái thanh niên cái lứa với nhau đó là nó chọc ông, kiểu như ông nghe người ta nói thôi chứ chưa có cái tin chính xác như thế nào, nhưng mà nó chọc là giống như là vợ ổng đi là bị ở nhà vợ coi như có ngoại tình rồi vậy đó, cấm cấm sừng, cho À. nên là ảnh tự ái, ảnh tức quá ảnh về ảnh gây lộn với vợ xong là ảnh bỏ đi luôn, ảnh đi À. luôn, ảnh ảnh nó ảnh đi, ảnh tuyên bố đi không về nữa. Thì anh đi xong là đâu nghe bà già nói lại là năm 3 năm sau gì á, thì ổng có hồi thời đó không có điện thoại gì cho nên là viết thư bằng thư tay, thì bà già bà nói có nhận, gia đình có nhận được lá thư của ổng á, là ổng nói ổng ở đâu vậy, Ninh Bình á. À. À, thì nhưng mà ổng không biết là ổng làm gì, người sau này ở nhà mới đón ổng á, là rồi từ từ đó từ cái lá thư đó là ngày xưa thời mới chiến tranh cho nên là mấy người lớn không có liên lạc được gì cả, Dạ. rồi chỉ nhận cái thông tin chỉ được tới đó, và mấy người nhà sau này có tìm nhưng mà cũng không biết, tại vì nghĩ ổng cũng đến năm giải phóng luôn 75 thì
muốn tìm, nhưng mà bây giờ nghĩ ổng cũng lớn tuổi, bây giờ ổng muốn tìm thì ổng về quê đi, coi cần lâu mình thôi. Rồi cho em hỏi cơ bản một chút xíu là vậy là chú Dư đi vào năm nào khoảng, hay là cụ thể hoặc là khoảng khoảng không anh? Mình khoảng thôi, bây giờ mình độ là ổng có gia đình á, thì ổng mà sinh năm 37 á thì ổng có gia đình sau đó 20 năm, thì cho 20 tuổi đi, cái đoạn đó mình đổ đổ chứ không có chính xác. Thì cái năm ổng đi á, là mình đổ là nếu mà 20 tuổi thì 37, 57 thì khoảng chừng cỡ 57 gì đó là ổng đi rồi, sau đó mấy năm thì ổng có viết thư về, ông báo là ổng ở chỗ nọ kia vẫn có gia đình, có vợ, có nói có con, một con mấy con gì đó, nhưng mà hồi bà già mới nói lại thôi. Nhưng mà bà mẹ tôi thì sau đến trước giải phóng năm sáu mấy là tôi đã về trong Bình Thuận tôi ở rồi, cho nên là thông tin ngoài đó bị mất liên lạc luôn. Vậy thì chỉ tới đó là người nhà sau giải phóng muốn đi tìm nhưng mà không biết tìm bằng cách nào, thì nói ổng lớn để ổng về, chứ đâu phải nhỏ nữa đâu, ý vậy Rồi, đó. ok. Rồi cho em hỏi thêm nhanh nha. Vậy là cái thời điểm mà chú gửi thư về đó là có xác định được chú ở huyện nào hay là ở chỗ nào của tỉnh Ninh Bình không? Hồi đó nói chung bà già lúc lúc mà tôi mà nắm thông tin này, bà nội bà già bất kể lại, tôi cũng không lại đi, Rồi. không được xem những thư Ồ, đó, ok, có nghĩa là mình thời không đúng đó không? mình nhỏ Dạ rồi mình dạ. cũng không biết lắm. Rồi có nghĩa là không xác định. Rồi rồi ngoài ra đó thì chú có kể rằng là chú lập gia đình, vợ tên gì và con tên gì và sinh được mấy người con hoặc này kia, rồi có nghe kể lại không? Và không nghe, tức là bà già bà chỉ nói lại là em ông cậu cũng kêu em là cũng đã có vợ rồi, cũng có một hai người con gì đó, chứ cũng không có nói chính xác, mình cũng không biết Rồi luôn rồi ok. đó. Nó thật là mình nhỏ quá, mình cũng không có để ý mấy Dạ, có nghĩa là không có thông tin gì thêm. Rồi cho em hỏi là ở nhà đó thì là anh đọc cho em dùng một số tên của những người trong gia đình là anh em với chú Dư đó, cha mẹ sinh rồi. ra được bao nhiêu người con, rồi là những anh em tên Dạ. gì. Bây giờ tôi biết tới đoạn nào tôi nói thôi, tức là bây Dạ. giờ ghi tên cha mẹ trước, cha Dạ. mẹ của ông cậu tôi, bà Dạ. ngoại á, Dạ. ông ngoại là tên là Dạ. Quỳnh Trấn, bà Rồi. ngoại tên là Đỗ Thị Si, Dạ. rồi con của anh em của cậu á là mấy người trước thì tôi không biết, mà tôi biết từ đoạn là có một bà già tôi thôi, bà già tôi là Quỳnh Thị Hồng, là bà thứ chín á, còn cái đoạn trước nữa mình không biết. Dạ. Cái Quỳnh Thị Hồng là bà già tôi, rồi tiếp theo là có ông em ông anh kế của ông Dư này á, là ông Dư là Út á, là ông Quỳnh Dạ. Long, cái tên ngoài người ta kêu là ông một ở đây, ông giống như thứ 11 á. Dạ. Rồi ông Dư lớn với thứ 12 đó, cho nên đó là mấy anh em. Dạ. Rồi, ok. Cái điều này cũng có thể rằng á là cậu Dư đó có kể cho con cháu này kia nghe tên của những người trong gia đình. Cũng hy vọng là như vậy. Còn tính ra cái độ tuổi đó thì là cậu Dư năm nay cũng đã 87 tuổi. Thì nếu nếu may mắn đó thì là cậu còn khỏe mạnh. Còn nếu mà rủi mà cậu không còn nữa thì cũng hy vọng là con cháu của cậu nghe được cái thông tin này. Rồi có Đúng rồi, ai lên tiếng thì em sẽ báo cho anh Quân biết. đúng đúng Dạ, rồi. dạ. Thì ông Rồi. cậu mình nói thêm là ông cậu đây á, ông Út, nhưng mà ông là người trong băng mấy anh em là ông là người đẹp trai phong độ nhất, hay cái hình mình thấy đó, ông Dạ. cậu còn trẻ mà Dạ. hồi đó ông cũng đã chụp bằng ô vét rồi Dạ. à, cái đó tấm hình đó thì khả năng hy vọng là còn con cái, chứ còn ông cậu chưa chắc là tám mấy rồi, khả năng ông Dạ. cũng còn cũng thế, mình không biết nói trước được. Dạ, không nói trước Mà được. nếu mình nói nếu mà ổng mà còn á, khả năng còn thì chắc chắn ông sẽ tìm về, tại thực sự hồi đó ông chỉ giận là giận vợ thôi chứ đâu có giận phải cha mẹ đâu. Dạ. Rồi dư thêm một cái chi tiết là mình nói để mình biết thêm là nếu mà lâu nay gia đình muốn tìm mà anh em nào cũng cứ nói là sợ hồi đó ông cậu cũng ra ông đăng ký ông đi lính Quê quán xúc nơi xuất quê phát. quê là ở ngày xưa ông cậu ở là thôn An Ba, xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Dạ.
Rồi. Có một cái chi tiết nữa là kêu ở Lỗ Điển. Lỗ Điển đó. Lỗ Dạ. Điển, Lỗ Điển là thôn đó đó. Dạ. Nếu mà em đó là mấy ông ngày xưa dễ nhớ, dễ nhớ. Dạ. Dạ. Rồi, em nghĩ là khi mà người ta con cháu này kia nghe thì biết được cái tên của cha thì sau đó sẽ có cuộc trò chuyện hỏi cặn kẽ hơn về những cái điểm đó. Dạ. Đây là cái nguyện vọng của gia đình, bà con anh em còn lại cũng có hội ý gia đình, nếu mà tìm được thì chương trình ủng hộ mình ủng hộ 50 triệu cho chương trình, rồi riêng quỹ thì cũng có quà riêng 10 triệu, Dạ. cũng có nhắn tin Dạ dạ. để Có nghĩa là có hậu tinh thần dạ hậu giúp. tạ cho người báo tin anh ha, hậu tạ cho người báo tin 50 triệu đồng ha, em ghi vậy nha. Vâng. Dạ. Ok anh Quân, rồi có ai lên tiếng rồi em sẽ báo cho anh và chúng ta sẽ trò chuyện đối chứng sau nhanh nha. Rồi Dạ rồi, dạ dạ. nếu lâu ví dụ như thời gian mà chợt hơi lâu, tôi thì tôi thấy theo dõi bữa giờ tôi cũng thách thức, cho nên là tôi có xem rồi, nếu mà theo dõi không ấy thì lâu lâu tôi nhắn với Dạ anh dạ Quỷ. dạ dạ vâng, ok anh nha. Rồi Rồi, chúc sức khỏe anh, rồi chào anh. rồi, chúc sức khỏe. Dạ. Rồi trước tiên là anh cho em biết tên của anh ha. Anh tên là Lê Thành, là bà giấy tờ bây giờ, còn hồi trước á mà tên anh mà đi tìm mà đứa em thất lạc, tên anh là Lê Tý. À, vậy là bây giờ Lê Thành còn ngày xưa là Lê Tý. Lê Tý, trong đó ba anh em là anh thứ sáu tên là Lê Dậu. Rồi hiện tại là anh ở tỉnh thành nào? Anh hiện nay đang ở tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sơn. Vậy là hôm nay cái người anh cần tìm là tên gì và sinh năm nào? Đứa em út của anh tên là hồi đó là tên là Lê Dần, sinh năm 1962. Dạ, Lê Dần. Rồi Lê Dần là thất lạc trong trong tình huống như thế nào anh? Lúc đó toàn gia đình là bốn mẹ con xuống ở khu Dồn ở Dân Trí, quận Quế Sơn cũ hồi chưa giải phóng. Là hồi đó gia đình rất khó khổ, mà mẹ thì bị và canh nông là chết, cha thì trong lúc mà bị phó lên là cha chết, mẹ bị đứt cánh tay mà sau đó xuống khu Dồn Quế Sơn để mà chữa trị, trong lúc anh em mà cũng bị phó là ngột khó nên chi ở trong hầm á, nên xuống đó là chữa trị và sinh sống tại đó luôn, tại khu Dồn là đến năm 67, bị năm 65 mà đến năm 67 là cho đứa em, trong cái năm 67 đó là cho đứa em đó, cho cái ông tên là Nguyễn Đình Trung, ổng hồi đó là địa phương quân đại đội 321, tức là 31 đó, là Dạ. đóng ở cái đồn Quế Sơn luôn. Dạ. Vậy là ảnh sinh năm 62 mà cho năm 67, vậy là ảnh được 5 tuổi anh Năm hả? tuổi à, 5 tuổi. Dạ. Còn ông Nguyễn Đình Trung đó thì là quê quán của ông là ở đâu anh? Quê quán nguyên á là hồi xưa biết rằng ổng là người Quảng Trị, À. sau này ổng đi lính á là ổng vào Quảng Nam, là cái đơn vị ổng ở á, là đại đội 321, là đóng ở cái đồi đồi than ở đồn phố binh của quận Quế Sơn cũ hồi xưa. Dạ. Rồi đến Nam á, trong cái năm 67 đó là cho ổng, ban đầu á, thì cách đâu 1 2 tháng á, là ổng dắt đứa em về nhà, hồi trước đó là vợ theo lính nên chi là ở lần với binh, hay hoặc là thuê chỗ trọ ở á, là Dạ. ở Phước Tường, ở Phước Tường Đà Nẵng hồi xưa. Dạ. Rồi cho em hỏi là ngoài tên ổng là Nguyễn Đình Trung ra thì vợ con ổng tên gì, gia đình thân nhân có ai tên gì không? Anh nhớ không? Cái gia đình của ổng á, vợ con ổng á, thì tuyệt đối là anh không nắm bắt được tên tuổi gì, chỉ biết riêng ổng thôi. Dạ, chỉ biết ổng là Nguyễn Đình Trung quê quán ở Quảng Trị. Quê quán là Quảng Trị. Dạ, và khi đi lính đó thì là vợ ổng có đi cùng ở khu Gia Bình. Khi mà ổng đi lính ở Quảng Nam á, ổng đóng ở Quế Sơn á, thì vợ con ổng ở Đà Nẵng, Phước Tường Đà Nẵng. À, vợ con ở ở Phước Tường Đà Nẵng. Vậy là ổng có vợ và có con luôn. Có vợ có con gái Dạ. nhiều nên chi á, là ổng ổng không sinh được con trai, nên ổng thấy đứa em là con trai,
Dạ. Bây giờ ông nó phải xin về là Mara là sinh con trai, nhưng mà về sau nên nói là ông có sinh được con trai. À, rồi. Vậy thì hôm nay đó thì là anh lên chia sẻ cũng hy vọng rằng em Lê Dần của anh á là nghe được câu chuyện này và hy vọng rằng là ông Trung vẫn còn để cái tên Lê Dần cho em của anh. Rồi cái điều đó là cái điều dễ nhận diện. Còn nếu ví dụ như mà rủi mà có đổi tên thì nhận diện ra tên của ổng là Nguyễn Đình Trung. Dạ. Dạ. Anh xin nói thêm cụ thể đây để chú có thể dễ nắm bắt, là sau khi ổng ở Quế Sơn một thời gian trong cái năm 67 đó, là ổng chuyển đổi về Đà Nẵng, đơn vị ổng á chuyển đổi về Đà Dạ. Nẵng. Dạ. Sau đó ổng đi chiến đấu, ổng bị cụt một cái chân, À. có những cái đặc À. điểm À, đặc điểm của ổng là bị cụt một cái chân. cụt một Dạ. cái chân. Đến khi ổng giả ngủ rồi á thì bắt đầu là mất liên lạc, không biết ổng ở Đà Nẵng hay đi đâu. Rồi sau giải phóng này không biết ổng có trở về Quảng Trị hay là ổng chạy loạn ở đâu thì không biết. Dạ, rồi em hiểu rồi. Rồi mất liên lạc từ sau năm 1967 đó. Dạ. Rồi, bên gia đình mình thì ông có nắm được thông tin của gia đình mình không? Ví dụ như tên cha, tên mẹ của anh thì ông có biết không? Không biết, cái nó hoàn toàn ổng không biết, À, ổng không chỉ biết. biết tên mẹ, hồi đó tên mẹ của anh á, và em Lê Dần á, bà Nguyễn Thị Sầm, chứ còn tên cha thì chắc ổng không hỏi tới làm gì, Dạ, không dạ. biết là ổng có nhớ cái tên đó của mẹ không. Dạ, mẹ tên gì anh? Mẹ là Nguyễn Thị Sầm. À, Nguyễn Thị Sầm. Còn mà trên anh Lê Dần thì có những ai anh đọc tên giùm em? Tên anh là thứ tám, anh thứ bảy là Lê Tý hồi trước, rồi thứ sáu á là Lê Dậu, nghĩa là bố mẹ con á xuống ở dân trí. Dạ. Rồi, thì cũng hy vọng rằng đó là qua cái thông tin anh chia sẻ thì những người trong gia đình có thể nghe được, hoặc là bà con cô bác lối xóm có ai biết được ông Nguyễn Đình Trung và có một người con nuôi tên là Lê Dần sinh năm 1962 như anh miêu tả thì mong được cái sự mà giúp đỡ của cộng đồng và xin báo tin lại dùm. Rồi ok anh chạy nha, rồi có ai lên tiếng thì em báo cho anh hay nha. Vâng, cảm ơn Tuấn Vĩ rất nhiều. Là có gì thì Tuấn Vĩ liên lạc qua số má của anh. Thì trước mắt đó là nếu như có giúp đỡ được, anh biết thông tin thì anh sẽ hậu tạ. Thì cái số lượng mà anh đã chốt thì là anh nói là 30 triệu. Nhưng mà thật sự nếu anh gặp thì cũng không phải là như vậy. À, còn có những cái cảm tạ, rồi còn có những cái Dạ. mà có thể nó phát sinh. Dạ không có gì đâu anh, cái này thì tùy theo cái điều kiện của gia đình và cái sự mà tha thiết và cái việc đó là nằm trong khả năng của gia đình chứ cũng không bắt buộc. Vì vậy cho nên là cái đó thì để cho những người mà người ta có biết được đâu đó đó thì người ta đi xác minh giùm cho mình. Thì em xin ghi nhận cái sự mà chia sẻ của anh hôm nay nha. Rồi có ai lên tiếng thì em báo cho anh hay nha. Dạ 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 Vâng, rất rồi thân dạ dạ chào bye bye anh dạ Lê dạ Dần. dạ dạ